mọi người, mình là Tuzi đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Tuzi Mobile Game. Thì hôm nay chúng ta sẽ chinh phục phần cuối cùng trong series Lén Mẹ Ăn Mì Gói phần 3. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nào. Thì như các bạn đã thấy là màn hình chờ vẫn là rất nhiều chữ tiếng Nhật. Và có số 3 là phần 3. Chúng bắt đầu vòng 1. Một cái gì đây? Mẹ đang nằm hóng gió, sưởi nắng ở ngoài biển. Chúng ta sẽ mở tủ lạnh xem nè. Cái sẻng, một chai nước, cái nồi. Sẵn là chắc hết viên đá rồi đúng không? Phải được gói mì. Đào một cái lỗ gần gần mama. Đào cao lên. Chặn không cho mama đi qua để mà bắt mình. Nấu mì. Là sao? Wow, mới cái này mới vòng đầu tiên đã siêu khó rồi. Cái nồi, cái sẻng, chai nước. Các bạn sẽ có thể lấy gói mì. Cái viên đá này kéo được, chắc phải xài ở cái chỗ gì đó. Sao để chặn mama không qua được bên đây luôn á. À, rồi trên đỉnh. À, tức là nếu mà chỉ có bãi cát không thì mẹ có thể đạp cát và đi ra, còn nếu mà cục đá thì sẽ không được. Sau vòng 1, vòng 2. Wow, mới vòng 1 đã siêu khó rồi. Ba đang làm một cái gì đó, thôi bỏ qua đi. Chai nước, cái nồi còn một gói mì gói nữa đúng không? Cái nón. Đổi nón hả? Show me the ramyeon. Ăn theo cái show me the money. Rồi, đưa. Ba chơi hip hop ha. Xong. Sau vòng 2 tới vòng 3. Vòng 3 thì mama đang ngồi bán mì. Cái nồi. Một cái kính mát. Một chai nước. Một cái áo choàng. Không được. Đúng. Cái gì vậy hả? Đâu phải là cách nhờ. Không được. Wow, cái phần 3 này chưa gì rất là khó luôn. Xong. À, là lấy cái mì gói mì mà kế bên đó thì được. Nói chung là các bạn đừng hỏi lý do tại sao mà lấy gói mì kế bên mới được, cái game nó vậy thôi. Đừng hỏi mình không biết đâu. Gói mì. Cái nồi. Đập.
À, trốn đúng không? Ư ừ. Trốn lẹ. Trời ơi, trốn chậm rồi. Phải nhanh chân lên. Nó mì. Thằng này nào nó bất chấp thủ đoạn nó ăn mì. Nhầm năm là có một cái chấm đen. Các bạn chú ý một cái chấm đen ở trên tường đó nha. Chúng ta sẽ phải chú ý đến cái mảng đó. Một cái búa, một cái nồi. Rồi xong là phải dùng cái búa đập đây nè. Ờ, gì nữa? Nữa hả? Nghĩ dây hả? Ừ. Có nghĩ dây không mà khó nhằn quá đi. Cái là thắng. Trời, cuối cùng cũng nhảy được. Yeah. Vòng 6. Đập chuột. Một cái nồi chăm yên. Cái búa. Bỏ tiền vô. Đập chuột. Đừng đập mẹ nha. Đập mẹ là lên đường đó. Ủa sao thua vậy ta? Lý do tại sao mình lấy được cái búa, bạn thấy một cái viền rất là mờ. Nhấn cái đó thì sẽ có búa. Vậy thôi. Tiền vô. Chơi. À, như cái này nếu mà các bạn đập hụt là các bạn sẽ chết. Cái phần 3 này khó quá. Được có mì rồi. Nấu mì thôi. Yeah, yeah, yeah. Phải nhanh tay lẹ mắt. Xong vòng 6 qua vòng 7. Vòng 7 có gì đây? Vòng 7 có gì đây? Vòng 7 thì có một cái bình bông với một cái tô đang chạy. Mama đang ngồi đó. Buka. Buka là cái gì? Phải đập chúng khi mà cái tô nó qua. À, hiểu rồi. Phải đập chúng khi cái tô nó qua. Cái búa.
À là nấu mì thôi, à đủ đồ rồi, đúng rồi. Thấy bạn ở đó ai dám nấu. Tức là chỉ một cái gói sushi là được rồi. Nhiều quá. Cái gì đây? Hứng nước. Anh lấy cần câu. Câu cuốn sách đúng không? À, câu cái mì. Giấu mì. Yeah. Cái ông bố này thường xuyên giấu mì ở những cái chỗ rất là bó tay. Nếu các bạn xem hai cái phần trước thì sẽ biết. Phần chính. À, cái gì đây? Ừ. Ồ, được rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cũng dễ, nhưng mà mình không biết thôi, mình nhấn bài bà. Mời. Ơ, bà ngoại lên trên hình rồi à. Đừng động vô. Đồng mười. Đây da, chai nước nè. Cái nồi nè. Người này chơi làm sao nhờ. Trời. Hiểu rồi. Bắt khi các bạn đụng vào bà mẹ thì các bạn sẽ lấy cái tấm hình kéo xuống trước mặt kiểu như che, làm cho mẹ nhớ tới bà nội, bà ngoại. Thì bà mẹ sẽ đưa cho gói mì. Mà nấu mì thôi. Nhớ che trắng lại. Xong giờ 10 tới giờ 11. Cái phần 3 này chơi. Ơ à. Giấu trốn hen. Trốn hen. Ớt. Trời ơi. Ăn mày bị cực khổ như vậy đó. Đừng lấy trái ớt. Không được lấy trái ớt nghe chưa.
Quên mất. Tao 87 mà mình quên mất. Nấu cứ vậy mà nấu thôi chứ đừng bỏ ớt vào rất là cay. Hoàn thành. Ngày 12. Ngày 12. Ủa bà nội chưa? Chưa. Cho mẹ đeo tai nghe vô đúng không? À, cha mẹ tao nghe là đi xin tới xin bà đúng không? Xin ngay vậy coi, bà không cho hả? À, mắc luôn. Làm trò gì vậy? À, phải nhảy theo cái điệu nhảy trên tivi thì mới được cho gói mì. Ghê luôn, có những cái mẹo muốn bó tay. Cái gì đây? Khèo móc ra. Chính xác đúng không? Yeah. Còn tại sao mà rút điện ra thì không biết, mình làm lại thôi. Tự nhiên trúng luôn. 14. Không, một con ruồi. Lén nó ăn mì nó đồ, phải gắn CCTV luôn, cũng máy quay luôn. Cái nhà này tình mẹ đang ức chế chuyện cân nặng đảm bảo. Phụ nữ khi nhạy cảm chuyện cân nặng thì các bạn đừng đụng tới. Lấy được trái bành. Là sao? Mình chơi mình cũng không hiểu. Nhưng mà một thế lực thần thánh nào đó đã lấy được gói mì. 16. Mà mày đang có một tiền ở trong người. Chắc mình phải lấy được cái kia mới được đúng không? Đóng mở làm cái gì đây?
canh ngay cái lúc mà đi vào chỗ tối thì lấy nha. Nó lầy đến cái mức độ như vậy luôn. Không ăn mì phải phóng máy bay luôn mới ghê. Ôi cái gia đình này. 17 chai nước em búa nồi ứ em búa chai nước cái nồi không được luôn. Và lấy cái dĩa màu nào? Màu cam à? Chắc là màu cam đúng không? Thử coi. Ủa lúc cũng nào, lúc qua làm cái gì đây? À, lỡ tay. Mày đừng ăn mì nữa giùm tao. Không có gợi ý gì sao? À, chỉ đen. Mà đang feel the beat rồi sẽ không nghe được gì đâu. Dĩa đen nha các bạn, dòng này là phải xài dĩa đen. Dòng 18. Không biết cái lỗ lỗ gì đây. Tức là phải bằng cách nào đó các bạn sẽ phải chặn cái hướng nó lại. Đúng chính xác. Đúng mì. Lấy cục đá chặn lại cho nó đừng có nổi bay cát đi. Yeah, 19. Có một dòng bát quái gì đó. Vẽ được cái vòng tròn rồi, qua được bên đây đúng không? Rồi sao nữa?
lấy cái đó đẩy mẹ qua bên kia được. Cái này là mình không thể nào ngờ tới được. 20 vòng cuối cùng, happy birthday. Ừ, happy birthday cũng không được nữa. Tôi phải làm sao đây? Không đúng thế không bóng. Mày. Hình như là trái bóng là cái thứ tự mà các bạn phải đụng tới. Đúng rồi, chính xác. Xong rồi à? Tiên, vậy là mình vừa mới phá đảo xong phần 3, cũng là phần cuối cùng trong cái series này. Thì theo mình thì cái phần 3 nó tương đối khó hơn hai cái phần trước, nhưng mà cũng không phải gọi là quá khó. Tuy nhiên nó có một số chi tiết mình không nào hiểu được, lý giải được tại sao nó như vậy. Thì nói chung đây vẫn là một người chơi rất là đáng chơi. Thì nếu các bạn có chơi thì chúc bạn thành công, và hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.